Quái nữ điên tình phóng hỏa ở Hà Nội đã có chồng và con trai 5 tuổi. Theo thông tin mới từ cơ quan chức năng, nghi phạm phóng hỏa là một người tử vong tại Hà Nội, dù đã có gia đình nhưng 2 năm qua vẫn quan hệ bất chính với người khác. Ngày 31 tháng 3, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà trọ ngõ 60 phố Châu Văn Liêm, tổ 40 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người thiệt mạng, 5 người khác bị thương, cùng nhiều tài sản bị hủy hoại. Đáng chú ý, nạn nhân duy nhất tử vong được xác định đang có thai 2 tháng và sắp sửa làm lễ kết hôn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Trần Thị Thanh Hắc, sinh năm 1993, quê Nam Định, hiện ở tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lời khai ban đầu, nữ nghi phạm uất ức vì bị gia đình người yêu ngăn cấm, bạn trai lơ là trong thời gian mang thai nên mới mua xăng phóng hỏa. Trái ngược với hành động dứt khoát lúc phóng hỏa, khi được áp giải, chị Hắc tỏ ra mệt mỏi, suy kiệt tinh thần. Cô giải thích, chỉ muốn phá hoại chiếc xe máy chứ không hề nghĩ đến hậu quả nặng nề như vậy. Thế nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy đối tượng không hề có thai. Đến ngày 3 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã thi hành quyết định tạm giữ hình sự. Bất ngờ hơn khi khám xét nơi ở của Hắc tại ngôi nhà trọ tại quận Tây Hồ, Hà Nội, cơ quan chức năng ghi nhận sự có mặt của chồng và con trai 5 tuổi của nữ nghi phạm. Vợ chồng Hải vẫn sống với nhau và chưa hề ly hôn, đại diện cơ quan điều tra thông tin. Chồng của Trần Thị Thanh Hắc nói cả hai cùng quê Nam Định và lên Hà Nội làm thuê. Bản thân người đàn ông này không biết vợ mình có tình cảm với anh Hoàng, 28 tuổi, quê Tuyên Quang, làm nghề giao hàng chuyển phát. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận có quan hệ tình cảm với anh CVH. Ngày 31 tháng 3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang theo do xe H có bình xăng nhỏ và tìm đến nơi anh H đang ở nhưng không gặp. Sau đó, trong lúc đi cắt tóc, gội đầu và làm móng, Hải cho rằng người nhà bạn trai ngăn cấm dẫn đến anh H không quan tâm chăm sóc mình nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại để phóng hỏa. Khi ngọn lửa bùng lên, sợ người khác phát hiện, Hải vội chạy ra cổng và vứt bỏ khóa ngoài rồi lên xe máy bỏ đi. Nói về việc gia đình ngăn cấm kết hôn với bạn gái, anh Hắc cho rằng, ngoài chuyện bạn gái hay giận dỗi và nhắn tin cho người thân của anh ta, nam thanh niên cũng không biết hết thông tin về gia đình, nhà cửa của Hải. Lần đầu Hắc đi khám một mình rồi về thông báo có thai. Đến lần thứ hai, em đề nghị đưa bạn gái đi khám nhưng cô ấy không đồng ý. Nhiều đêm suy nghĩ, anh Hắc nhận thấy bạn gái đã thay đổi tính nết, có hôm mâu thuẫn cô nổi nóng quá mức và đập phá đồ đạc. Do cả hai thường xuyên tranh cãi với nhau, nên đầu tháng 3, nam thanh niên chuyển đến phòng trọ ở phường Phú Đô ở cùng người anh họ tên Việt. Liên lạc với bạn gái, nam shipper bàng hoàng khi biết người yêu cũ đã gây ra vụ cháy. Hoàng càng tỏ ra bất ngờ hơn khi công an đưa cô gái đi kiểm tra với kết luận không mang bầu. Em nghĩ bạn gái đã quá bồng bột, dại dột khi không nghĩ đến hậu quả. Sau khi xảy ra vụ việc, em không trách cô ấy, cũng không hỏi vì sao Hắc làm như vậy, mà chỉ động viên Hắc cố gắng. Hắc nói về hành động của nghi phạm sinh năm 1993. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ, trong đó có tính mạng, sức khỏe con người và quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân. Theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy nghi phạm không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác là mất khả năng nhận thức, hành vi đốt xe là do mâu thuẫn thù hằn cá nhân, người này có thể sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh, trong đó có tội hủy hoại tài sản, vô ý làm chết người hoặc giết người, tùy thuộc vào mục đích và nhận thức của nghi phạm đối với sự việc.